Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham cứu trên phần kinh Viên Giác. Hôm trước chúng ta đã tham cứu qua phần tâm thanh tịnh đoạn phiền não, niệm tương ưng đại lập nhất hư không Bồ Tát hành như thị, nhất chư Bồ Tát hành như thị, nhược chư Bồ Tát cập nạn thế chúng, suy y thức làm y giả đương tri phạm hạnh, tính kinh tư duy can ai sám hối. Đây là đoạn kinh điển Hán ngữ. Tôi sẽ dịch ra cho quý vị hiểu được rằng quý vị chúng ta con hành trì lấy sự thanh tịnh, chúng ta còn phải hành thanh tịnh chúng ta mới đạt sự tịch tịnh, sự vắng lặng trong khoảng không vắng lặng, sự yên tĩnh trong nội hàm và ngoại hàm. Điều vắng lặng đến như vậy, vắng lặng đến tĩnh mịch, sự tịch tĩnh này là chúng ta luôn luôn được yên tĩnh đến lạ thường. Tại sao chúng ta có được điều này? Vì sao vậy? Điều này cũng cho chúng ta biết được cái gì là buông xuống quần, hay còn gọi là quần dương. Sự buông xuống quần dương này làm cho quý vị trở nên ưu tư hơn. Vì thời gian chiếm không nhiều, vì đã không nhiều nên quý vị sự tĩnh lặng, quý vị tâm quý vị tỉnh vô cùng, tôi thấy không vận động, không di chuyển, chỉ đứng yên, đây là một điều tốt. Khi tâm để đứng yên rồi không vận động nữa, từ đó quý vị mới thấy sự hình trí quý vị trải qua thời gian dài, quý vị trở nên vững niềm tin, có sự tĩnh tâm. Khi có sự tĩnh tâm rồi, quý vị trở nên tin yêu hơn, kính yêu hơn. Từ đó mà đạo hạnh với chị nâng cao, quý vị trở nên có tư duy, có hiểu thông suốt, hiểu tường tận và hiểu rõ ràng. Sự thông suốt, tường tận và rõ ràng làm cho quý vị trở nên thanh tịnh hơn.
tỳ thủ, kết thủ, y kết, thủ thí, tiện tri. Đốn mạ. Khi quý vị bỏ vào thời gian, trải qua thời gian dài, quý vị hành trì tu hành, sự phần mẫn này đem lại kết quả lớn giúp cho quý vị đắc quả. Đây là kết thủ. Thủ này, kết thủ này là sự banh tròi nảy lọc đạo hành càng một tùy sản. Đây là cái nói điều chân thật. Khai thị tiền tri đốn huệ, đó là dấu hiệu của gì có được, quý vị đã hiểu được. Cô xin phép nhận lưỡi dương hành trí tất cả điều đó quý vị đã hiểu rồi, đã biết rồi. Thân tâm quý vị lúc này vô cùng thanh tịnh, không một chút gì hồn nghi, không một chút gì bị động. Quý vị tâm trạng hồ hởi sảng khoái, với lòng hoan hỷ, quý vị cảm thấy mãnh liệt vô cùng. Đây là sự tinh tấn. Quý vị cảm thấy năng động vô cùng. Quý vị đã thấy được và từ đó quý vị bỏ qua, quý vị mới thấy được tất cả những điều, sự lỗi lầm của chúng ta đã từng làm. Quý vị cảm thấy ăn rồi, từ đó quý vị cảm thấy vô cùng là hối hận, vô cùng là tự trách, rồi đi đến trong cái gì cảm giác tự trách. Đây là điều mà quý vị đã biết ngộ, đã thấy được, và quý vị đang dần đến sự sám hối của mình, những việc làm của mình, những việc làm vì làm cho người khác không vui vẻ, quý vị cũng thấy vui. Đó là quý vị đang trở nên hiểu biết. Định quờ đang phát triển, mở ra và phân định. Quý vị trở nên hiểu và vô cùng hối lỗi và hối hận những việc mình đã làm. Từ đó quý vị tính tâm với Tam Bảo hơn. Tại sao như vậy? Tại sao nội tâm lại nhận xí? Tại vì quý vị ta thấy được, đã hiểu được tất cả, thì làm sao mà không sám hối về chữ, làm sao mà không tư duy về chữ, làm sao mà không hiểu về chữ. Quý vị đã hiểu tường tận, hiểu rõ ràng,
hiểu minh bạch và đã thông suốt và đặt niềm tin vào tam bảo vô cùng mạnh liệt. Đó là sự tín tâm của quý vị và tôi rất là hoan hỷ và hoan ngợi. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo.